Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản đồng ý với đề xuất của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc xây dựng cầu Mễ Sở vượt sông Hồng và đường dẫn hai đầu cầu theo hình thức BOT. Dự án có chiều dài khoảng 13,8 km, chiều rộng giai đoạn 1 là 17 m. Dự án có tổng mức đầu tư gần 4.900 tỷ đồng với thời gian hoàn vốn khoảng 22 năm 11 tháng. Dự án tạo sự kết nối từ đường cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đến đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng với mục đích phân luồng giao thông, giảm phương tiện vào khu vực nội đô thành phố, giảm ùn tắc giao thông. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, 5 tháng đầu năm, 623,3 triệu đô la Mỹ là số vốn đăng ký của các dự án được cấp phép mới vào hoạt động kinh doanh địa ốc. Nếu tính cả vốn đăng ký bổ sung, số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào hoạt động kinh doanh địa ốc đạt 806,5 triệu đô la Mỹ, chiếm 11,3% tổng số vốn FDI. Theo số liệu của Cục Đăng ký Kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 5 tháng đầu năm, ngành bất động sản đứng đầu với mức tăng trưởng lượng doanh nghiệp 41% và vốn đăng ký mới 29%. Cụ thể, 2.623 doanh nghiệp địa ốc đã được thành lập với số vốn gần 150.000 tỷ đồng. Tính bình quân, mỗi ngày có 17 công ty địa ốc được thành lập. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố thông tin về việc tổ chức giao thông thông xe cầu qua đảo Kim Cương. Cụ thể, bắt đầu từ 7 giờ sáng ngày 30 tháng 5, Sở sẽ tổ chức phân luồng giao thông phục vụ thông xe cầu qua đảo Kim Cương. Mặc dù quy mô không lớn, nhưng đây là công trình giao thông quan trọng, giúp giảm ùn tắc trên các tuyến đường ra vào cảng Cát Lái và tác động không nhỏ đến thị trường bất động sản quận 2. Theo CBRE Việt Nam, đến cuối năm 2017, tổng số lượng căn hộ Officetel tại Thành phố Hồ Chí Minh đạt khoảng 8.000 căn. Trong khi đó, tại thị trường Hà Nội, phân khúc căn hộ văn phòng có nguồn hàng khá ít ỏi với khoảng 1.000 căn hộ trong suốt năm 2017 và nửa đầu 2018. Hiện Hà Nội chỉ có 3 dự án Officetel chính thức bung hàng là Vinhomes Green Bay, D Capital Trần Duy Hưng và Ecolife Capital. Trên thị trường thứ cấp, các căn Officetel được mở bán từ năm 2017 đang được chào chênh phổ biến từ 50 đến 80 triệu đồng một căn. Những căn có vị trí đẹp, mức chênh đạt từ 100 đến 150 triệu đồng một căn. Nguồn cung không dồi dào, giá chênh bị đẩy lên cao, nhưng hoạt động giao dịch của Officetel trên thị trường thứ cấp không nhộn nhịp. Theo các môi giới, không phải nhà đầu tư nào cũng sẵn sàng đẩy hàng. Phần lớn các nhà đầu tư kỳ vọng mức lợi nhuận cao hơn khi chọn hình thức đầu tư lâu dài là cho thuê lại. Nếu như môi giới phân khúc căn hộ luôn có sẵn nguồn hàng của chủ đầu tư để bán, thì môi giới phân khúc nhà riêng, đặc biệt là nhà riêng tại các quận trung tâm, lại phải chủ động tìm nguồn hàng. Nhiều môi giới nhà riêng thường rơi vào tình cảnh có khách nhưng không có hàng để bán. Nguồn cung khan hiếm, nhu cầu thị trường lớn, một căn nhà riêng có khi nhiều môi giới cùng giao bán. Hệ quả là cùng một căn nhà nhưng giao bán các giá khác nhau. Người mua cần biết cách thẩm định giá bằng cách tự khảo sát giá bất động sản, thông qua việc so sánh với các bất động sản tương đồng ở cùng và khác khu vực.